kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, không ít người đã liên tưởng đến một cuộc hành trình may mắn của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á lần này với kỳ tích Thường Châu năm 2018. Không chỉ là việc tái ngộ với U23 Iraq ở tứ kết mà còn là bóng dáng của sự may mắn. Trận thua U23 Uzbekistan vốn dĩ đã được dự báo từ trước vì mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn chỉ là ngôi nhì bảng để lọt vào tứ kết Điều may mắn ở chỗ là việc thua trận thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ chỗ là trong dự kiến lại trở thành như kế hoạch để trở thành đội nhi bảng và tránh gặp phải nhà đương kim vô địch U23 Ả Rập Xê Út. Đối thủ đã từng đánh bại chúng ta cách đây 2 năm cũng ở vòng tứ kết. U23 Việt Nam vốn đã may mắn ngay từ khi bốc thăm với bảng thi đấu nhẹ và lịch thi đấu cũng thuận lợi để tính toán. Việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thoải mái cất hết các trụ cột trong trận đấu cuối cùng chính là một sự thuận lợi nằm ngoài dự tính. Bởi lẽ ai cũng biết nếu như Ả Rập Xê Út đứng đầu bảng C thì không biết là ông Tuấn còn sẽ xử lý trận đấu vừa rồi ra sao. Năm 2018, U23 Việt Nam có một bảng đấu khá nặng với Hàn Quốc, Australia và Syria. Một pha trận bóng ngay trên vạch cầu môn của thủ môn Bùi Tiến Dũng, một trận hòa trong thế chịu trận với Syria để rồi đứng nhì bảng gặp U23 Iraq ở tứ kết. Khởi đầu cho các pha ngược dòng quả cảm và các loạt sút luân lưu thần thánh. Bây giờ thì thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể tái lập lại điều đó, hoàn toàn có một kịch bản là chúng ta vượt qua Iraq để gặp Qatar ở bán kết, thậm chí là ở trận chung kết với chính U23 Uzbekistan ở chung kết. Ai mà biết được điều này chứ? Thế nhưng hãy trở lại vấn đề chính, sự may mắn có thể tương đồng, nhưng khác biệt giữa hai đội U23 thì gần như là không phải như vậy. Năm 2018, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có sự may mắn hỗ trợ, thế nhưng họ đã giành lấy nó bằng một thứ bóng đá chất lượng và lòng quả cảm hiếm có, vốn cũng được xây dựng dựa trên chất lượng của các cầu thủ. Hay nói một cách khác, may mắn là một chuyện, nhưng để có thể biến điều đó trở thành chiến thắng hay không thì phải đủ lòng tin và có thực lực. Đặt vấn đề đó với đội U23 hiện tại thì gần như là không thể. Tấm vé lọt vào vòng tứ kết của chúng ta chưa làm thỏa mãn tất cả các khán giả khó tính. Những người yêu mến đội tuyển nhưng vẫn luôn mong các cầu thủ của mình trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn nhất. Trận thua Uzbekistan dù được che giấu dưới lý do là một trận cầu thủ tục thì vẫn cho thấy U23 Việt Nam không khác gì với hai trận đấu trước đó trước các đối thủ Coes và Malaysia. Năng lực của chúng ta chỉ có vậy. Tung đội hình mạnh nhất ra sân thì cũng chưa chắc là không thua trước U23 Uzbekistan. Giờ đây trước trận tứ kết với Iraq, chúng ta lại cần đến sự may mắn hơn bao giờ hết bởi cán cân sức mạnh đang nghiêng hẳn về đối thủ Tây Á. Công bằng mà nói thì các đội bóng như Việt Nam đều cần đến may mắn trong các cuộc chơi ở tầm vóc như thế này. Những chiến tích có trong quá khứ của bóng đá Việt Nam, nhiều hay ít đều gắn liền với vận may. Hay nói đúng hơn là khi đối đầu với các đội bóng mạnh hơn thì chúng ta hay nhắc đến yếu tố tinh thần, tức là một thứ vũ khí không gắn liền với chuyên môn. Một trong các lý do đó là vì chúng ta thường phải sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước các đối thủ lớn. Chiến thuật đúng, triển khai tốt là một chuyện, nhưng cần thêm sự may mắn để không bị thủng lưới trước và cũng cần vận may để ghi bàn với các cơ hội thường là ít ỏi. Phân tích như vậy để thấy việc chọn lối chơi như thế nào cho phù hợp là rất quan trọng. Khi mà ông Philippe Rouget đến thì chúng ta đã chuyển sang thứ bóng đá kiểm soát, tức là muốn chủ động cầm bóng, đá tấn công với đối thủ kiểu như là không cần đến những yếu tố may mắn hay là tinh thần thất bại của ông Truze buộc chúng ta phải quay về với cách chơi biết mình biết người. Chưa thể biết là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có làm được như là năm 2018 hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu như họ không có may mắn thì cũng khó lòng có thể đi xa được đến như lúc này. Sau hơn 5 năm tìm kiếm đẳng cấp, rốt cục thì bóng đá Việt Nam vẫn phải quay về với những yếu tố phụ Thế nên kể cả khi nhờ đó mà U23 Việt Nam tiến sâu hơn thì hy vọng là những người làm bóng đá nước nhà cũng đừng quên những gì nằm ở phía sau tấm vé lọt vào tứ kết như hiện nay. Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ là phải làm thật tốt trước trận gặp Iraq hay nói cách khác là phải chiến thắng đối thủ này. Chỉ có cách đó thì mới giúp cho U23 Việt Nam thêm một lần nữa làm nên kỳ tích ở giải đấu châu lục thất bại trước U23 Uzbekistan là nằm trong dự tính ban đầu, nhưng cũng sẽ không khiến cho U23 Việt Nam chùn bước bởi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị rất kỹ cho trận tứ kết gặp U23 Iraq. U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước đội bóng Trung Á này trong trận hạ màn ở tại bảng D giải U23 châu Á 2024 diễn ra vào tối ngày 23 tháng 4. Tất nhiên là một thất bại đậm không phải là tin vui trước khi đá tứ kết, song trận thua này sẽ không ảnh hưởng đến U23 Việt Nam. Ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với các học trò còn nhận được một đặc ân không thường xuyên xuất hiện ở sân chơi châu Á, đó là dù thất bại nhưng không phải trả giá quá nhiều. Quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết đã được tiến hành ngay sau khi U23 Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt đấu thứ hai, tức là diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Trước thềm buổi tập hôm sau, ban huấn luyện đội đã chia việc phân tích và tập luyện thành hai mũi chủ đạo. Đầu tiên là nghiên cứu băng hình hai trận đấu đã qua ở vòng bảng để tìm được điểm được và chưa được trong lối chơi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu ở khâu triển khai bóng khi mà các cầu thủ đưa bóng lên rất nhanh, tấn công trực diện, biến hóa và không còn những đường chuyển ngang hay là chuyển về sân nhà vô nghĩa nữa. Tuy nhiên vẫn có những khiếm khuyết như là khả năng ra quyết định trong vòng cấm của tiền đạo hay là những quả tạt bóng lên biên chưa được đột phá. U23 Việt Nam sau đó đã tập luyện miệt mài để gen rũa miếng đánh và nâng cấp lối chơi. Việc các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ tập trung vào cách chơi của mình đã thể hiện ở trận gặp U23 Uzbekistan. Dù để cho đối thủ dẫn 3 bàn một cách chóng vánh, nhưng U23 Việt Nam vẫn kiên nhẫn đàn bóng để hóa giải áp lực, tấn công tuần tự, có mảng miếng, kiên nhẫn khoét vào khoảng trống của đối phương. Đó là bởi ngay từ đầu, ban huấn luyện U23 Việt Nam xác định cuộc so tài này là màn tập dượt cho trận tứ kết. Dù kết quả là bất lợi nhưng các cầu thủ đã gạt bỏ sự chùn chân để chơi nỗ lực hơn, đặc biệt là ở trong hiệp 2. Bước thứ hai quan trọng không kém đó là nghiên cứu đối thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã tiến hành với đồng thời cả hai đối thủ tiềm năng là U23 Ả Rập Xê Út và U23 Iraq. Trong khi Ả Rập Xê Út chơi kỹ thuật, ban bật ngắn nhỏ giống như là Uzbekistan thì U23 Iraq lại thiên về sức mạnh thể chất, đá bóng dài, bóng bổng tương đối nhiều, ưa thích những pha đấu tay đôi. Khi xác định U23 Iraq đứng đầu bảng C và sẽ là đối thủ tiềm năng ở trận tứ kết, có lẽ ban huấn luyện U23 Việt Nam đã dành trận gặp U23 Uzbekistan để kiểm tra lối chơi sẽ áp dụng cho trận đấu tới. Đó là phương pháp hướng đến kiểm soát bóng đáng ngắn và nhuyễn nhiều hơn thay vì là đá bóng dài thuần túy, bởi các chân sút U23 Việt Nam sẽ khó có thể tranh chấp và giữ bóng như là các trận đấu trước. U23 Việt Nam đã đấu với Uzbekistan bằng đội hình dự bị khi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay 8 cầu thủ so với trận đấu trước. Phải đến hiệp 2 thì một số trụ cột như là Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng mới xuất hiện. Điều này giúp cho dàn trụ cột của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có 7 ngày nghỉ ngơi để hồi sức cho trận quyết đấu tại tứ kết. Đây là ưu thế về thể lực của U23 Việt Nam bởi đối thủ Iraq đã phải căng mình trong trận khổ chiến với Ả Rập Xê Út ở trận hạ màn và họ chỉ có 5 ngày nghỉ. 90 phút ở trận gặp Uzbekistan cũng đã cung cấp cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cái nhìn tổng thể về năng lực, khả năng thích ứng của các cầu thủ nhằm chọn lọc đội hình tốt nhất cho trận tứ kết. Một số vị trí sẽ thay đổi bởi với huấn luyện viên thay đổi lối chơi linh hoạt như là ông Hoàng Anh Tuấn, đột biến về nhân sự sẽ giúp cho U23 Việt Nam xoay nhiều mảng miếng hơn, tránh trường hợp đá theo kiểu một màu và dễ bị bắt bài. U23 Việt Nam cần nguồn năng lượng dồi dào cho cuộc chạy đua có thể kéo dài tới 120 phút, thậm chí kéo vào loạt đá luân lưu trước đối thủ U23 Iraq. Có thể tin tưởng là các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chơi rất khác biệt khi bước vào trận đấu quyết định. U23 Iraq là đối thủ được đánh giá là dễ chịu hơn so với Ả Rập Xê Út, nhưng rõ ràng họ vẫn mạnh hơn so với U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đã từng vô địch năm 2013 trong mùa giải đầu tiên mà sân chơi U23 châu Á được tổ chức. Bóng đá Iraq cũng đã từng đặt chân tới Olympic Rio vào năm 2016 khi xuất sắc giành hạng 3 ở giải U23 châu Á 2016. Tương tự U23 Việt Nam, đội hình của U23 Iraq có một số tuyển thủ quốc gia, bên cạnh đó là dàn cầu thủ đang chơi ở châu Âu như là Joseph Animam chơi ở Thụy Điển, Roman Dulashi chơi ở Đức, Ali Amosewe chơi ở Bồ Đào Nha và Hassan chơi ở Hà Lan. Song không phải ai trong số này cũng đều chơi ở những đội bóng hàng đầu những tuyển thủ đẳng cấp cao nhất của Iraq đang thi đấu ở lục địa già đều không được câu lạc bộ chủ quản cho phép đá ở giải U23 châu Á. Đội hình chắp vá cùng với quá trình chuẩn bị ngắn đã khiến cho U23 Iraq trục chặt ở trận gia quân khi họ để thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng dày dạn ở sân chơi trẻ đã giúp cho Iraq vượt qua cánh cửa hẹp ở bảng C. Dù thua U23 Thái Lan trong trận gia quân, nhưng thầy trò huấn luyện viên Rashi sau đó đã đánh bại cả Tajikistan và Ả Rập Xê Út để giành ngôi đầu một cách ngoạn mục. Điểm mạnh của U23 Iraq tương đối giống với đặc trưng của các đội bóng Tây Á nói chung, đó là tấn công biên và tranh chấp tay đôi. Trong 6 bàn thắng mà Iraq ghi được ở vòng bảng thì có tới 4 bàn xuất phát từ đánh biên. Hai bàn còn lại là những cú sút phạt đền của Ali Jashim, cầu thủ dù mới 20 tuổi nhưng đã chơi 10 trận cho đội tuyển Iraq. Nhờ kỹ thuật, thể lực và sức dưỡng tốt, U23 Iraq cũng rất mạnh ở các pha đi bóng qua người, dê dắt một đối một. Kỹ thuật của Mutaher Mohamed, cầu thủ có cái kèo trái rất hay, hay là tốc độ của Reha Fahin, cầu thủ ghi 6 bàn chỉ sau 13 trận đá cho U23 Iraq, sẽ là những cái tên mà U23 Việt Nam phải nghiên cứu rất kỹ. So với U23 Uzbekistan, Iraq rõ ràng là không mạnh bằng. Khả năng giữ cự ly đội hình, triển khai tấn công của đội bóng Tây Á cũng không nhịp nhàng bằng. Dù rằng Iraq chơi khá đa dạng, họ cũng không phụ thuộc vào mảng miếng cụ thể nào, nhưng tính tổ chức trong lối chơi của đội bóng do ông Sanasin huấn luyện là không cao. Năm bàn thua chỉ sau 3 trận ở vòng bảng, tức là nhiều nhất trong các đội đá tứ kết là minh chứng cho điều đó. U23 Iraq đã để lộ nhiều khoảng trống khi dâng cao đội hình, đặc biệt là sau lưng hai hậu vệ biên. Ở giải năm nay thì các hậu vệ của U23 Iraq cũng không mạnh trong các tình huống bọc lót hay là đọc trận đấu. Đây là điểm yếu mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác. Ở vòng bảng thì các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chơi ổn nhưng chưa thể hiện được nhiều ở khả năng tấn công. Đội bóng áo đỏ sao vàng đã thắng Kuwait và Malaysia nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn. Còn ở trận gặp đối thủ mạnh hơn như là U23 Uzbekistan thì các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công của U23 Việt Nam lại dễ dàng bị đoán bắt. Một phần là đến từ việc U23 Việt Nam ra sân với nhiều quân bài dự bị cho nên lối chơi cũng thiếu đi sự kết dính. Tuy nhiên ở trận gặp Iraq khi mà những quân bài tối ưu đã trở lại, chưa kể là tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt đã đủ thể lực ra sân, thì U23 Việt Nam được chờ đợi là sẽ phản công mượt mà và bài bản hơn. Các đối thủ Tây Á từng mang lại kỷ niệm đẹp cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Năm 2016, U19 Việt Nam đã hòa U19 UAE với tỷ số 1 đều, hòa U19 Iraq với tỷ số 0-0 trước khi thắng U19 Bahrain với tỷ số 1-0 để đoạt vé dự World Cup. Ở giải U20 châu Á, U20 Việt Nam cũng thắng 2-1 đầy thuyết phục trước U20 Qatar. Trong thế trận mà gần như là chắc chắn các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải đá phòng ngự chặt chẽ trước Iraq thì những đòn hồi mã thương sẽ chính là những cánh cửa mở ra chiến thắng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.